cũ của nó đéo được. Cắt đi rồi vẫn là đất cũ của nó. Đất cũ của chợ mỏng. Đất chợ mỏng của nó. Sao đạt lại lại vuông cái đất ấy lại đi. Tận thu. Đấy gọi là tận thu. Chả đau tí nỉ của mấy. Đất mới trồng. Thì nó cái bệ nó đóng bánh, nó bánh ở cái chậu kia nó đã đặc hết rồi. Cái môn à, thế này là không bị chuột cây luôn đúng không? Vì toàn dễ tôm. Nó nguyên bánh mà ở nó đặc két à. Xong mới đặt vào cái chậu to này chỉ có đặt đất trước đổ mình phân rổ cái chậu kia lên nó động thì chỉ có rổ. À tức là cũng không cắt dễ tí nào luôn. Không cắt tí nào. À. Nó được mấy tháng nhỉ Phương nhỉ? Được 5 rồi. Mấy tháng? Được 5 rồi. Đây. Mà cái đất này sẵn xỉ tan chỉ tiếc ngon lành rồi. Sáng nay mình vừa làm bốn tải để sẵn đây một tí để cho mấy cây về mưa này cho nó thấm luôn. Mất rồi này. Thực ra mưa xuân này cũng cần, mưa xuân này lượng đạm trong mưa nó nhiều. Không, nó không đầy cây cần. Nhưng mà anh để phân bây vào giờ mình, mấy tháng bây giờ mình cho vào xong ông ngấm cho dân là vừa. Là vừa. Mấy cả phân nó ăn chính được. Chính cho tầm này là tốt này. Cây to cái tiếp mình cứ cho lên trên đi. Ông này ông còn tiết kiệm nhá, nước mà chảy xuống cái chậu nhá. Mà nước cứt nhá là ông lại hứng xô. Hàng này hàng tinh khiết đấy. Ông lại hứng xô ông lại dội ngược lại. Hàng đấy mới là hàng chất là mưa nó chạy mẹ xong đấy. Thực ra làm thế là chuẩn đấy chứ. Đúng bài, chuẩn luôn. Trong cái giờ nó mưa nó xong đến lúc khô nó lại đổ nhấc lên nó tưới lên lơ không mất đi đầu tí nào của nó. Ông chất nhiều bốn con tải nó đánh kín cái nước chảy vào cái to bốn bàn rồi gì này cứ hứng nước đấy chảy trong ối ông là tưởng là nước đái màu đúng kiểu như nước đái nước ấy mà đổ vào cái